Là giám đốc bệnh viện FV, chúng tôi có một bệnh viện hiện đại, tiên tiến, nên chúng tôi quyết định thành lập một chuyên khoa tốt nhất dành cho người bệnh. Khi bạn bắt đầu một chuyên khoa như thế này thì nên làm việc với những gì được coi là tốt nhất. Bác sĩ Rico là một giáo sư trong lĩnh vực phẫu thuật mạch máu. Một trong những lý do bác sĩ Rico đến Việt Nam là vì con trai ông ấy ở đây, nên ông có mối liên hệ với Việt Nam.